Người thân của quê mình thì đến Cần Duộc, tất cả cháu con hết sức là đau buồn, đã sắp đến giờ đi lên cùng người mẹ kính yêu má hai hưởng thọ 80 tuổi về nay người cuối cùng. Nay má hai đã ra đi để lại cho các chị những người con, rồi má cũng có rể, má cũng có dâu, má cũng có cháu nội và cháu ngoại nữa. Tất cả cháu con hết sức đau buồn, được sự đồng ý của các anh trai cũng như các chị gái, cũng như rể dâu trong nhà. Thì trước giờ đưa lên cụm người mẹ ra đi thì cơ sở mai táng trại hòm phước trường thọ của anh Đại Mai, anh Đại Mai chủ trại hòm phước trường thọ có gọi con đến đây để tiễn đưa lên cụm một người mẹ đây là sau cuối cũng như là ngàn thương bệnh viện bằng lớp hát tiễn đưa để làm ấm áp phong hồn của mẹ trước khi đưa mẹ về đây ngày cuối cùng. Và chắc chắn là các anh các chị sẽ cùng nhau báo hiếu cho mẹ, lo cho mẹ mồ yên mã đẹp, sẽ lo cho mẹ mồ yên mã đẹp. Trước khi lớp hát thì làm ấm áp con hồn của mẹ để rồi lát nữa đây cũng 7 giờ tức là còn 30 phút nữa sẽ tiến hành lễ làm quan đưa mẹ đi xa. Thì cho con được khai lời anh Minh cũng như anh Nam, anh Quang, anh Hiền cùng chị Liệt, chị Viên, chị Yến, chị Xuyến cùng tất cả rể dâu trong nhà, con xin được quyền trước quan tài và khai lời anh các chị con sẽ thắp lên ba nén nhang và con hát lên một bài ca dao ý nghĩa, đó là bài ca dao về mẹ. Tiếp theo đó là lớp hát tiễn đưa và ít phút còn lại sẽ dành cho anh em đoàn mai táng trại hòm. Làm lễ mai quan và giờ đây lớp hát này để làm ấm áp phong hồn của má Ngọc Phượng, chúng con cơ sở mai táng trại hòm phước trường thọ Đại Mai cùng các anh em ban nhạc xin được phép bắt đầu. Lấy cây nhang nhỏ. Dạ thưa má hai, giờ phút này đây thì con trai, con dâu, rồi con gái, con rể, các chị đang kề cạnh bên quan tài của má đây đã sắp đến giờ đưa má ra đi. Mà lát nữa thì má sẽ đi một chuyến đi về với Phật. Có nghĩa là má đi lần này là không có ngày má trở lại. Con xin thắp lên ba nén nhang trước quan tài của má hai đây. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ, các cháu thì nguyện cho ông bà của mình được sống hoài và luôn sống mãi với cháu con. Ai có cha còn mẹ thì thua, chứ không cha không mẹ thì giống như đợt tức ghen. Các anh các chị ơi, đợt đến rồi thì còn đổi lại. Như nay ba má đã mất hết rồi thì cháu con phải chịu mồ côi. Mồ côi thì khổ lắm mẹ ơi, đói cơm lỡ bức lỡ lại không ai phân. Nay 80 tuổi thì kiếp phần mẹ đã mang. Mẹ ở bệnh viện, bà con ở Cần Duộc quê nhà, để rồi mẹ đi lần này là không hẹn ngày trở lại. Các chị, các cậu, những người em cũng đang ở gần bên mẹ đây, các anh, các chị tôi, các cháu nội ngoại trong mẹ nữa, đầu quấn em có anh đấy. Để rồi ngày cuối cùng thì một người thân đưa mẹ đi một chuyến đi về về với Phật. Hôm nay thì duyên phần mẹ đã mang, mẹ đã bệnh viện các con, bệnh viện các cháu, bệnh viện tất cả những người thân sự sợ gần nhiều này. Nên rồi mẹ đi về với Phật, có nghĩa là mẹ đi lần này là không bao giờ có hẹn mẹ trở
các con thường kề cận bên quan tài của bà ngoại và trong tâm niệm các con các cháu luôn nguyện cho ông hồn của mẹ nếu sống. Mà hai ơi, hay là mắt của cá ngô nhất xoay đầu. À, bay đâu xa chẳng,
nay các con trở về thì má chẳng nặng, rồi các anh các chị cũng chẳng có hay. Vậy là tiếng gọi vợ tôi nói ơi, thương các chị các anh, mà mở cửa thì em chào nhà không mở đầu. Thank you.
nguyện cho bà được sanh khí tự bi, chúc con sanh khí và các con ơi chúc tập thể do rồi các con quỳ xuống các con lại bà ba lại ba lại về tiếng bà ca đi lại thứ nhất rồi lại thứ hai lại thứ ba là các con tiễn bà đi mãi mãi không về giờ tôi má ba lại đầy cháu con đền đã không cùng Thank you.